Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong thể thức AC Ideal của cặp đấu Trương IF đối đầu với game thủ Tiểu Hắc Mã. Một game thủ mà có lẽ rằng theo tôi đánh giá là anh chỉ biết đánh mỗi combo thôi, còn được đánh solo random thì có lẽ rằng ngang G-Man. G-Man còn biết được một cái điều, vâng, một cái lý thuyết, đó là đâm y thì phải nâng giáp cho y. Vâng, đâm y anh này còn không biết nâng giáp cho y thì tôi không đến khôi lời. Đánh kiểu như kiểu là mặc định thua vậy. Và chúng ta sẽ đến với kèo đấu AC Dan để xem Tiểu Hắc Mã đánh cung như thế nào. Ở trong kèo đấu trước, kèo đấu solo sen và lần tiễn, thì Tiểu Hắc Mã cũng đã chứng minh được một phần sức mạnh của mình khi mà đã hạ knock out game thủ Trương IF với tỷ số 3-0 ở thể thức cung đờ sen. Cung đờ AC Dan thì nó sẽ khác hơn một chút so với cung đờ sen, đó là nó sẽ phụ thuộc hơn nhiều vào bài hơn một chút. Và những người đánh AC Dan thì cần phải có một thao tác tay nhanh hơn khi mà cung đờ AC Dan nó bắn nhanh hơn 30%. Điều này là một điều mà các game thủ trẻ sẽ có rất nhiều. Còn những game thủ mà đã kỳ cựu như game thủ Tiểu Hắc Mã thì thường sẽ đánh sen hay hơn đánh AC thôi. Vâng, và đó cũng là cái điều mà game thủ Dai Dai, hay nói chính xác hơn là chú Dai, đã làm được ở trong ngày hôm trước khi mà đối đầu với game thủ Không Được Khóc của chúng ta. Anh đánh sen thì khá là cơ bản và cũng có thể nói là tương đối kinh nghiệm, nhưng đánh AC Ran thì Dai Dai đã thể hiện được, lại lộ ra một cái điểm yếu đó chết người, đó là tuổi tác của anh không được cao, nên thao tác tay của anh không có quá nhiều tay ở trong những tình huống điều đờ với Không Được Khóc, nên anh đã để thua với tỷ số là 3-1. Tiểu Hắc Mã đó chính là game thủ thứ hai Không Được Khóc phải đối mặt khi mà vượt qua được game thủ Dai Dai. Điều đó cũng có nghĩa rằng Tiểu Hắc Mã được đánh giá là cửa trên hơn so với game thủ Dai Dai. Và nếu như thắng được game thủ Tiểu Hắc Mã thì đương nhiên rằng Không Được Khóc sẽ là game thủ có được phần thưởng 600 tệ tương ứng với 2 triệu Việt Nam đồng của game, vâng, tương ứng với 2 triệu Việt Nam đồng. Một số tiền tôi nghĩ là không phải nhỏ dành cho các game thủ ở thời điểm này. Vâng, cứ hạ được một game thủ là được 2 triệu Việt Nam đồng. Tiền tươi thóc thật luôn. Một trận đấu mà nhà của Không Được Khóc rất dâu và khủng. Các bạn có thể thấy là từ góc 12 giờ đổ xuống là không có đường vào dành cho game thủ Không Được Khóc. Công việc của Không Được Khóc trận đấu này chỉ việc là ép đời và đấu quân thôi. Thậm chí đang không cần phải bo một cái gì cả. Thế nhà là quá đẹp rồi. Không cần phải bo một cái gì luôn. Vâng, hãy cùng chờ xem liệu rằng con D này nó có hở hay không. Nếu hở thì sẽ chỉ cần là một chữ B, còn dường như là không hở. Một thế nhà quá tuyệt vời để có thể đánh cung đời gì ra. Và thực sự là cái map như thế này thì đánh random khi mà cầm AC cũng là quá tuyệt vời. Cứ đánh thẳng cung thôi. Một bầy hươu 7 con đang được game thủ Trương IF đưa về. Có bãi quả phụ 6 cây. Vâng, một bầy hươu 7 và một bãi quả phụ 6, một voi. Quá thừa rồi, quá đẹp rồi. Một bài mà không cần phải đi dò thêm. Đánh như thế này thôi là đủ. Toàn tập trong trận này đánh thủ ngồi gây dây. Trận này mà ông màu năm mà không dâng A, tôi nghĩ rằng đua phát triển, vâng, nếu như đua phát triển với các game thủ Trung Quốc thì Trương lại cần phải một chút ít tự tin hơn nữa. Vâng, lối đánh theo cái lối của No1. Vâng, cái thế này mà vào tay ông No1 thì tôi xin phép Tiểu Hắc Mã không có một cửa gì cả. Nhưng còn Trương thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Gây dây không phải là một điểm mạnh của các game thủ tới từ Quảng Ninh. Ở game TV hiện tại thì có 2,5 game thủ. Đó là game thủ Trương IS, game thủ X-World và Gver thì tôi được tính là 0,5 game thủ. Và game thủ nó chỉ là một nửa game thủ thôi. Đánh kiểu khi không có người thì cho vào để có đủ đội hình. Thế các game thủ đến từ Quảng Ninh thì khả năng gây dây không bằng các game thủ tới từ Nghệ An. Và Trương IS và X-World đều là những tay chém chứ không phải những tay cung. Và trận tiếp này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Trường sẽ thi đấu như thế nào. Một bài là mắc bêu rồi. Vâng, chiếc BB không biết đóng ở đâu, tôi thề luôn đấy. Tôi thề là Trường không biết đóng BB ở đâu nên đóng tạm ở đấy thôi. Chứ thực ra thì đóng, các bạn có thể đóng, các bạn có thể nhìn thấy rằng nhà Trường đóng 4-5A ở trên con dốc là không cần phải bất kỳ một cái gì nữa cả. Thế quá đẹp rồi. Đóng 5A trên dốc, dưới sẽ là hàng E để có thể chắn lối đi vào của những con cung đờ tới từ game thủ Tiểu Hắc Mã. Vậy thôi. Sẽ có chiếc S thứ 3 dành cho game thủ Trương S sau khi kích đời. Lên đời xong, đây là BM.
Và đây sẽ là BA dành cho Trương S. Hướng A sẽ là hướng xuống góc 6 giờ trong trận thi đấu này. Hơi thiếu thực một chút. Ép đời là hơi lỗi. 10 phút 52 giây và 27 nông dân AC. Thiết kế nhanh một chiếc S thứ 3 và sau đó nông dân sẽ được vẽ ruộng một cách điên cuồng, nâng cấp công nghệ cho những con nông dân, đó là công nghệ về chặt gỗ, do 22% tới từ game thủ Tiểu Ông Mã. Đánh cung R AC vẫn đánh cung R, nói chung thì các game thủ bên phía của AOE Trung Quốc không có nhiều bài dâng A. Vâng, cái game thủ nổi tiếng nhất bên phía Trung Quốc dâng A đó chính là game thủ chiến tướng. Thì hiện nay game thủ chiến tướng vẫn chưa được ra sân. Ba game thủ được đánh giá mạnh nhất của bên phía Trung Quốc đó là chiến tướng, Tiểu Thủy Ngư và Seng Long thì đều đang được xếp ở vị trí ra sân số 10, 11 và 12. Còn phía bên chúng ta, Hồng Anh, Chim Sẻ được đặt ở thứ tự 11, 12 ra thì nước 1 vâng là game thủ được chốt chặn ở vị trí số 10. Vâng, với việc anh đã đạt được giải nhì trong thể thức solo cung đờ AC Đan thế giới thì nước 1 cũng đang được các game thủ Việt Nam cũng như các game thủ Trung Quốc đánh giá cực cao. Vâng, lên đời xong, bây giờ sẽ là bánh xe. Trương là người lên đời sớm hơn so với game thủ Tiểu Mã trong trận đấu này. AC Rian, vâng, thực ra đây một trận đấu Trương ép đời không hề sớm. 10 5x với 27 nông dân AC Rian. Tôi cảm giác rằng Tiểu Hắc Mã hình như chỉ biết ép đời xe thôi thì phải. Có vẻ như tiêu chuẩn đánh hay hay không của thành viên bên phía Trung Quốc đó chỉ là đánh xe hay hay không thôi. Vâng, một trận đấu ép đời siêu muộn tới từ Tiểu Hắc Mã. Chúng ta cùng chờ đợi. Nhà Tiểu Hắc Mã trận thiếu này mà ở góc 6 giờ thì VIP Tiểu Hắc Mã luôn. Lực là cực khỏe. 5A vâng bắt đều đó là chuyện đương nhiên dành cho game thủ tới từ Việt Nam, game thủ Trương. Trận này nhà Tiểu Hắc Mã góc 6 giờ thì VIP Tiểu Hắc Mã luôn. Nhưng xác suất nó chỉ là 30% mà thôi. 29 dân tới từ game thủ Tiểu Hắc Mã, còn đây là 32 dân tới từ Trương S. Vâng, nhiều dân hơn, lực khỏe hơn. Và quan trọng hơn hết đó là tuần cung đầu tiên sẽ ra sớm hơn dành cho Trương. Chúng ta sẽ đánh một thế công. Quan trọng là nhà của Tiểu Hắc Mã nằm ở góc mấy giờ. Vâng, đây là một thế mà thực ra là nếu như nhà Tiểu Hắc Mã góc 6 giờ thì anh sẽ chết nhanh hơn thôi. Còn nếu như nhà của Tiểu Hắc Mã ở góc 3 giờ hoặc 12 giờ thì nó không phải là vấn đề của game thủ Trương S. Khi mà đây là một thế nhà rất bắc bình. Tân quân thứ hai đã có và đang đứng thủ nha. Như vậy là tân quân của Tiểu Hắc Mã đang từ góc 12 giờ xuống. Và nhiều khả năng sẽ là góc 12 giờ dành cho game thủ Tiểu Hắc Mã trong trận thi đấu này. Tham lai là 46/52. Một tân cung R đi công, một tân cung R thủ. Hợp lý trong tình huống này. Không, nhà ở góc 3 giờ dành cho Tiểu Hắc Mã và đây là pha điều rồi. Những tân cung thứ hai của Tiểu Hắc Mã cũng đã được đẩy lên. Phải thủ khu vực này bởi vì đây là khu vực có chiếc BM. Vị trí đứng nhà và đứng quân của game thủ Trương Yết đang là hơi xấu. Nhưng Tiểu Hắc Mã mất ruộng chính trong trận đấu này. Mất ruộng chính rồi. Một trận đấu mà Tiểu Hắc Mã chỉ đánh 4A thôi. Còn Trương vâng game thủ Việt Nam chúng ta là người đánh 5A. Đóng ngay em ơi. Vẫn đang là chuẩn chỉ tới từ game thủ Trương Yết. Rất tốt. Vâng, bây giờ thì mang cả dân. Đây là một bài dâng A tới từ game thủ Tiểu Hắc Mã. Vâng, dâng Nga mà đóng ruộng tại nhà. Ông này bị té à rồi. Một vài cái ruộng thôi. Có vẻ đó chỉ là một vài cái ruộng thôi. Tới từ game thủ Tiểu Hắc Mã. 57/56. Nhưng trận đấu này mà dâng Nga thì không có một tí cửa nào cả. Và nhiều khả năng tỷ số sẽ là 1-0. Nếu như không đít. Bây giờ thì lại chỉ chờ đợi là không đít thôi. Bởi vì đã hết cửa dành cho Tiểu Hắc Mã trong trận đấu này rồi. Vâng, bây giờ là cả nông dân khởi nghĩa dành cho Tiểu Hắc Mã. Nhưng vẫn nhớ rằng Tiểu Hắc Mã chỉ đánh 4 này. Thì lấy đâu ra cửa trong trận này đây. Trong khi đây là 5 nhà BA bắt đều dành cho game thủ Trương. Nâng cấp chặt của hai, lực là cực khỏe. 5A bắt đều em ơi, tân cung mới nở ra. Có một tí cửa nào cho Tiểu Hắc Mã trong trận này hay không? Câu trả lời đó là không có một tí cửa nào cả. Vẫn có cửa hòa, cửa hòa đó là cửa đít. Không thì chắc chắn thắng rồi. 62/76, tham lai của game thủ Trương Nhét đang nở ra rất mạnh. Kìa có tân cung R vào nhà em ơi. 3 cung R định đi vào móc máy. Bắt luôn. Vâng, bắn nổ A. Nhưng gỗ của chúng ta là rất nhiều khi đã chuẩn bị có được chặt gỗ hai. Càng đánh lâu thì Tiểu Hắc Mã sẽ càng bất lợi. Khi mà anh không thể sóc đều được quân. Trong khi lực của Trương là cực khỏe trong trận này.
Thậm chí bây giờ đấu quân luôn thì cũng được thôi. Thích thì chơi đi. Vâng, rất nhiều dân của Tiểu Ma đang nằm xuống. 1-0 trong kèo đấu AC dành cho Trương Yết. Không có cửa thua. Khá giật lạc. Vâng, bây giờ thì đấu luôn. Có cửa tí cửa nào không? Pha vẩy E của Trương. Vẩy E đi em. Vẩy E biểu diễn đi. Vâng, như vậy là Tiểu Hoàng Mã quyết mà không nói một lời nào cả. 1-0 dành cho Trương ở trong thể thức AC đi ăn.